Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Watching Đốm. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần trình bày của Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị trong chương trình Những vấn đề phụ nữ và nhận định về mẹ Teresa, vị thánh của người khốn khổ. Tuần đầu tháng 9 này là lễ tưởng niệm ngày mẹ Teresa tạ thế cách đây 15 năm. Nhưng lòng bác ái bao la của mẹ vẫn còn sống mãi trong lòng mọi người. Mẹ sinh trưởng tại Albania năm 1910, đi tu dòng Loreto khi 18 tuổi và đổi đến Calcutta, Ấn Độ để tu tập. Khi 36 tuổi, Sơ Teresa bỏ cuộc sống tu viện và đi giúp người nghèo trong các khu ổ chuột vì thấy sự bần cùng khốn khổ của người dân. Sơ chọn mặc áo sari trắng viền xanh và học một số kỹ năng y tế cơ bản để săn sóc người bệnh tật. Một số học trò cũ tình nguyện đến công tác chung nên Sơ thành lập dòng thừa sai bác ái năm 1953 và trở thành mẹ Teresa. 4 năm sau đó, mẹ đề xướng phòng chữa bệnh, phòng hủy lưu động đầu tiên. Nói theo gương mẹ, hội anh em thừa sai bác ái được thành lập tại Venezuela năm 1965. Một năm sau, mẹ điều hành hơn 500 cơ sở từ thiện trên 100 quốc gia. Năm 1969, chính phủ Ấn tặng 36 mẫu đất để mẹ xây cất nhà dành riêng giúp người phong cùi. Nay thì có 4.000 nữ tu và 100.000 người tình nguyện điều hành 450 trung tâm thừa sai bác ái trên 123 quốc gia. Năm 1979, mẹ Teresa được trao giải Nobel Hòa Bình và mẹ tặng tất cả tiền thưởng giúp người nghèo tại Ấn Độ. Mẹ tiếp tục sứ mạng hòa bình, cứu người trên thế giới. Năm 1982, mẹ thành công giải cứu 37 trẻ em bị kẹt trong một bệnh viện nhờ hội hầm thập tự thương thuyết ngưng bắn và hộ tống mẹ băng qua khỏi làn đạn giữa quân đội Israel và du kích Palestine tại Beirut. Mẹ đến Ethiopia cứu giúp nạn đói, đến Chernobyl giúp nạn phóng xạ, đến Armenia giúp nạn động đất. Cho đến năm 1991, sau hơn 60 năm, mẹ mới trở về quê nhà và mở ra dòng thừa sai bác ái tại Albania. Đến đầu thập niên 60, mẹ nhận được nhiều giải thưởng về sự hiểu biết con người và hoạt động từ thiện của mẹ tại Đông Nam Á. Trong thập niên 70, mẹ trở nên nhân vật nổi tiếng thế giới nhờ cuốn phim Something Beautiful for God, vẻ đẹp cống hiến cho Chúa. Các chính phủ và tổ chức dân sự cũng tôn vinh mẹ như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Albania và Vương quốc Anh trong lúc mẹ sinh tiền. Sau khi mẹ qua đời năm 1997, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Javier Pérez de Cuellar nhận xét: bà là Liên Hiệp Quốc, bà là hòa bình thế giới. Ấn Độ làm lễ quốc tang cho mẹ và Đức Giáo Hoàng Paulo VI tặng giải hòa bình Giáo Hoàng Gioan 23 cũng như phong chân phước cho mẹ và đề nghị phong thánh cho mẹ. Mẹ Teresa đúng là một vị thánh cứu thế trên trần gian. Jackie Bông xin kính chào quý vị.